Xin chào bạn, hôm nay tôi sẽ đi tiếp tục hướng dẫn các bạn cái hướng dẫn về sử dụng Docker. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là sử dụng cái Docker Hub. Thì các bạn có thể vô cái trang hub.docker.com này. Thì Docker Hub này thì nó các bạn hiểu đơn giản nó là một cái Docker registry để mà chứa mấy cái image public cho chúng ta sử dụng. Thì ví dụ như là chúng ta muốn cần sử dụng một cái môi trường về database như là PostgreSQL, MySQL hoặc là Microsoft SQL vân vân, hoặc là cái môi trường về JDK này, là môi trường Redis vân vân, thì các bạn hãy vô đây và tìm hiểu xem là nó có cái support, cái hỗ trợ các email mà các bạn mong muốn hay không. Thì cái Docker Hub này nó là một cái Docker registry, thì nếu mà các bạn nào mà chưa hiểu về cái Docker registry này thì các bạn phải vô cái trang doc.docker.com này, các bạn vô cái mục wire này, thì ở cái mục Docker architecture tức là kiến trúc của Docker thì nó có một cái thành phần gọi là registry. Thì cái Docker registry này các bạn hiểu đơn giản đó là một cái máy để mà chứa với cái email của chúng ta. Thì ví dụ như cái Docker Hub mà tôi đang hướng dẫn các bạn thì nó là một cũng là một cái Docker registry, thì đây là nơi mà chứa những cái public email. Còn nếu mà các bạn có một cái máy để mà chứa những cái email mà các bạn build từ source code riêng ra thì đó là một cái Docker registry riêng để các bạn sử dụng cho cái dự án của bạn. Đó. Thì đây là có hai cái kiểu registry nha các bạn. Đó. Thì các bạn để tìm hiểu về Docker Architecture bên này, này. Đó, rồi giới thiệu về overview vân vân. Đó, nếu mà các bạn nào mà chưa biết cài đặt Docker thì các bạn có thể vô cái kênh YouTube của tôi. Đây, tôi có kênh YouTube là Học Lập Trình Online này. Thì ở đây thì bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt cái Docker trên Windows 10 Pro này. Đó, các bạn hãy tìm hiểu ở đây. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài thử một cái Docker image ở trên cái đằng Docker Hub này. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái thằng MySQL. Đây, cái MySQL ở đây. Đó, thì các bạn có thể tham khảo về cái email này, mấy cái tài liệu tham khảo của nó ở đây. Rồi tiếp theo thì đây thì nó cũng giới thiệu MySQL là gì, thì MySQL là một cái database. Rồi tiếp theo thì làm sao để mà sử dụng cái email này, thì tức là chúng ta cần phải nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách mà sử dụng để chạy được cái MySQL, thì chúng ta cần phải run cái lệnh như vậy. Đó thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn chạy cái lệnh này. Thì tôi sẽ chạy cái lệnh này ở trên cái đằng Windows Power Shell. Thì trong cái Docker Desktop thì bữa trước thì tôi chỉ có cái email là Hello World này. Đó thì bây giờ tôi sẽ đi cài đặt thêm một cái email nữa là cái MySQL, thì tôi sẽ đăng cái lệnh này, thì tôi sẽ sửa lại một số cái tham số sau. Đầu tiên là cái name của cái email thì tôi sẽ đặt lại là MySQL này. Tiếp theo là chỉ e và cái root password. Thì tôi sẽ update lại cái root password của tôi này. Ví dụ tôi cho password là 123456 nhỏ cộng lớn. Tiếp theo thì tôi sẽ có thêm một cái tham số nữa là cái bọt mà tôi muốn expose ra. Tôi sẽ expose ra cái bọt để mà sử dụng connect từ localhost, thì tôi sẽ cho là 3307. Expose từ cái bọt trên cái thằng MySQL là 3306. Rồi theo là chd MySQL thì ở đây nó có một cái tham số là tag này. Thì cái tag này tức là cái version của cái thằng MySQL. Thì ở trên này nó có giới thiệu cho các bạn những cái tag mà support này, những cái version mà nó support này. Đó, nếu mà các bạn muốn để một cái version cố định nào đó thì các bạn phải thêm vô. Còn nếu mà các bạn muốn cái version của bạn là native thì các bạn có thể thêm cái tag là native cho. Thì ví dụ như ở đây tôi sẽ cho cái version 8.0.29 đi. Tôi sẽ update lại chỗ này là 8.0.29. Tôi nhấn Enter. Rồi nó đã download xong, thì bây giờ tôi sẽ có cái lệnh là Docker ps để kiểm tra xem là có cái container hay không. Đó thì bây giờ nó có cho tôi một cái container của thằng MySQL như sau. Đó cái email này, thì các bạn thấy cái email của tôi là MySQL và cái version của tôi là cái tag 8.0.29 như vậy, rồi cái name của nó là MySQL như vậy. Đó thì bây giờ các bạn phải quay lại cái Docker desktop này. Đó bây giờ tôi quay lại Docker desktop thì tôi có thêm cái MySQL và nó đang chạy như vậy. Đó.
Tương tự các bạn phải kiểm tra trong cái email này. Đó thì giờ nó cũng có cái email của MySQL này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái thằng MySQL của Pen và connect tới cái database MySQL trên Docker của tôi. Đó thì tôi sẽ vô cái giao diện của thằng MySQL và giờ tôi sẽ nick tạo ra một cái connection mới này. Thì ví dụ như là đây thì tôi sẽ có cái connection name là connect to MySQL Docker đi. Rồi tiếp theo là cái host thì tôi để như vậy. Và cái port thì tôi expose ra là 3307 thì tôi sẽ sửa chỗ này thành là 3307 này. Rồi cái user là root này. Và cái password thì tôi sẽ set cái password cho nó này là 123456 nhỏ còn lớn. Rồi tôi cho OK này. Rồi bây giờ tôi đi cho test connection này. Đó thì bây giờ nó đã connect được success rồi này. Đó. Rồi, theo tên cho OK này. Đó, thì bây giờ tôi đã vô được cái connect được tới cái thằng MySQL trên môi trường Docker tôi rồi này. Đó và nó có một cái database là sheet như vậy, tức là cái database của system. Đó. Đó, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt một cái Docker image là MySQL. Đó, thì các bạn tương tự thì các bạn có thể vô đây và tham khảo với cái Docker image khác phù hợp với nhu cầu của các bạn. Đó, có rất là nhiều cái Docker image này, đó, rất là nhiều. Đó, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn cài đặt thử một cái Docker image. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.